Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì mỗi khi Duy hay là review xe cũng như là cho các bạn xem cái buổi giao xe của khách hàng ở tại nhà. Thì ngày hôm nay các bạn thì Duy ở showroom cũng hơi rảnh một chút xíu. Thì có rất là nhiều bạn là yêu cầu là Duy làm những cái phụ kiện của Mercedes-Benz cũng như là những cái accessory các bạn, như là móc khóa, dây nịch hoặc là đồng hồ, mắt kính hoặc là những cái phụ kiện mà bên Duy bán accessory cho khách hàng á. Thì ngày hôm nay Duy sẽ làm một cái clip đó cho các bạn xem. Thì những cái món đồ đó, những các bạn nào mà thích đó, các bạn có thể là mua đến cửa hàng Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Duy mua, cũng như là Duy cũng có thể là hỗ trợ cho các bạn để mà mua những cái sản phẩm đó. Có rất nhiều là các bạn comment là nói là ông nào quay clip cũng nói mình là trưởng nhóm bán hàng ha, cấp cao. Thì ngày hôm nay Duy sẽ cho các bạn xem những cái gì mà Duy nói ở trên các clip của Duy từ đầu tới bây giờ thì nó đều là sự thật và có căn cứ ha. Thì đây là cái nem cạc của Duy và đây là cái nem cạc mẫu cũ. Thì cái nem cạc mẫu cũ này là mặt trước nó là tiếng Anh và mặt sau của nó là tiếng Việt ha. Thì ở trên đây nó sẽ ghi rất là nhiều những cái thông tin cụ thể của Duy, chẳng hạn như là tên của Duy nè các bạn, Trần Bách Duy ha, tư vấn bán hàng cấp cao, chứng chỉ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp của Mercedes-Benz. Ở đây là số điện thoại cũng như là cái email của Duy, và ở đây là những cái thông tin, những cái địa chỉ về các chi nhánh của Duy đó. Và đây là phía này thì nó là ngôn ngữ tiếng Anh thôi các bạn. Và đây là cái nem cạc của Duy mới bây giờ. Thì cái nem cạc mới bây giờ thì nó sẽ làm đơn giản hơn, nó chỉ ghi là tên của Duy và cái chức vụ ha. Đây là Sales Supervisor, có nghĩa là trưởng nhóm bán hàng đó. Và ở đây là địa chỉ của chi nhánh, mặt sau thì nó là cái logo của Mercedes-Benz thôi đó. Thì tại sao mà Duy nói là trên cái clip là Duy là trưởng nhóm bán hàng cấp cao của Mercedes-Benz? Thì ngoài cái công việc là trưởng nhóm thì các bạn phải có thêm một cái bằng nữa, thì đó là cái bằng chứng chỉ bán hàng chuyên nghiệp của Mercedes-Benz toàn cầu cấp. Để mà Duy mà được cái bằng mà chứng chỉ bán hàng chuyên nghiệp này thì Duy phải học coi như là khoảng tầm hơn 1.5 năm. Thì sau khi mà trải qua rất là nhiều những module, những cái khóa học của Mercedes-Benz thì cái module cuối cùng thì các bạn sẽ thi với lại một người thầy đến từ Đức. Thì người thầy đó cũng đến từ Daimler các bạn, là hãng mẹ luôn. Thì bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem cái chứng chỉ bán hàng cấp cao của Duy ha. Thì các bạn, chứng chỉ bán hàng cấp cao này Duy sẽ để ngay cái bằng làm việc của Duy luôn. Ok, thì đây là cái chứng chỉ bán hàng cấp cao của Duy ha. Thì ở trên đây thì cái hình nó như thế này của Mercedes-Benz toàn cầu ha. Và ở đây là tên của Duy và đại lý của Duy là đang làm đó là Vietnam Star Automobile. Đó, đây là cái chi nhánh, đây là cái công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô ngôi sao Việt Nam, hay còn gọi là Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Duy. Và cái bằng này á, Duy nhận được vào tháng 11 năm 2015. Có nghĩa là Duy phải học khoảng tầm năm 2014 á các bạn, thì Duy đã học rồi. Thì mãi đến 2015 thì mới hoàn thành xong cái chứng chỉ bán hàng cấp cao này. Thì cái bằng này các bạn đều được gửi từ bên Đức về luôn, và về Việt Nam thì giám đốc của Mercedes-Benz Việt Nam sẽ ký ở đây đó và gửi qua cho Duy. Duy sẽ cho các bạn xem như vậy để cho những các bạn mà nào mà chưa có tin á thì các bạn sẽ nhìn thấy cái này ha. Thì những cái gì mà Duy nói trên cái clip thì nó là có căn cứ hết. Ok các bạn, thì giống như là đợt trước Duy đã có hứa là đến 10.000 subscriber thì Duy sẽ có một cái giveaway cho các bạn. Thì do là thời gian rồi các bạn Duy khá là bận, cũng như là không có thời gian mà để mà làm những cái giveaway cho các bạn. Thì ngày hôm nay cái clip này thì Duy sẽ công bố cái clip giveaway luôn, cũng như là ở phần cuối clip ha, Duy sẽ cho các bạn xem cái giveaway nó là như thế nào. Thì thật sự đây là cái lần đầu Duy làm giveaway á, Duy cũng không có nhiều cái kinh nghiệm trong cái vấn đề này, nhưng mà Duy sẽ cố gắng làm sao mà cho nó là ok nhất có thể. Và bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xuống showroom để mà xem những cái accessory, những cái phụ kiện mà bên Duy bán cho những khách hàng. Thì các bạn nào mà có nhu cầu quan tâm thì cũng có thể là inbox cho Duy. Ok các bạn nha. Ok, bây giờ Duy sẽ đến những cái tủ mà để bán những cái sản phẩm này cho các bạn xem nha. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có những cái kính mát nè các bạn.
Đó thì cái kính này thì có giá nó khoảng là 4 triệu rưỡi nè. Đó, các bạn thấy không? Cái kính tròn tròn này nè là giá 4 triệu rưỡi ha. Còn cái kính này thì giá là 4 triệu tư. Còn cái kính mà bên trong mà các bạn thấy đòi mồi á là 7 triệu rưỡi. Thì cái kính đó Duy nghĩ chắc nam nữ cũng đeo cũng được. Còn ba cái kính này thì là nữ hết rồi. À, còn cái kính này thì có giá là 6 triệu rưỡi nè các bạn thấy không? À, còn ở dưới đây là hai cái kính của AMG. Thì các bạn sẽ thấy là cái hộp nó có chữ AMG nè các bạn thấy không? À, hai cái kính này nhìn nó rất là đẹp ha. Thì hai kính này dành cho nam là chắc chắn rồi. Đó thì cái hai cái kính này Duy thấy là không có thấy để giá ở đây. Nhưng mà cái kính này hình như bữa rồi là khách hàng của Duy mua nó khoảng tầm 11 triệu hay gì đó. Cái kính AMG này nè. À, ở đây là những cái phần mà những cái bóp ha, những cái chỗ mà để anh em cạc ở đây. Thì những cái bóp này thì giá nó rẻ thôi các bạn. 3 triệu tư ha, cái bóp của AMG nè. Cái này chắc là để được mấy cái thẻ thôi chứ không có để được cái gì ha. À, nó có những cái các bạn thấy là cái miếng da nó có những cái lỗ ha, và cái đường chỉ của nó may là màu đỏ nè, có cái logo AMG nè. Thì đây là cái kiểu thiết kế mà đặc trưng của AMG á. Các bạn sẽ thấy là những cái chiếc xe mà của AMG thông thường là cái ghế á, nó sẽ được may cái viền chỉ đỏ giống như cái bóp này ha. Thì có giá là 3 triệu tư. Thì cái này chắc bạn là để được mấy cái nem cạc nhỏ nhỏ thôi, hoặc là để cái thẻ tín dụng, hoặc là chứng minh nhân dân bằng lái xe vậy đó bạn. Ở đây cũng vậy ha. Cái bóp này có giá là 2 triệu 2. À, và đây là cái bóp của Maybach nè các bạn. Cái ví của cái logo Maybach nè. Ồ, cái ví nhỏ xíu như thế này nhưng mà có giá là 9 triệu 1 nha. À, thì các bạn biết rồi, cái logo Maybach á, hoặc là cái chất liệu da trên cái ví này á, thì nó rất là cao cấp. À, cái da này là da nắp 3 luôn các bạn. Nó giống như cái ghế da của cái chiếc xe Maybach á. À, cái bóp da này 9 triệu 1. Còn ở trong cùng là cái bóp của AMG. À, các bạn thấy là đây là cái bóp AMG. Thì cái phân của nó là phân carbon. Cái da của nó các bạn làm giống như cái phân carbon đó. Bởi vì đây là cái AMG mà. Nó có cái logo AMG ở đây nữa nè. Các bạn thấy không? Thì cái bóp này có giá là 4 triệu 2. À, còn cái bóp trong cùng là 5 triệu rưỡi ha. Còn cái bóp màu đỏ này là có giá 1 triệu rưỡi. Thì cái bóp này không biết là phải bằng chất liệu bằng da không, mà sao nó giá nó rất là rẻ ha. Còn đây là cây dù của Mercedes-Benz. Thì cây dù này là cây dù xếp nó gọn các bạn. Nó có giá là 2 triệu. Ok, tiếp theo nữa Duy sẽ qua cái tủ bên đây là trưng về đồng hồ. À, cái đồng hồ này của nữ rất là đẹp các bạn ha. Có giá là 9 triệu. Cái đồng hồ này 13 triệu thì chắc là bán rồi nè. Mấy bạn chưa lấy giá ra. À, còn cái đồng hồ này cũng có giá là 13 triệu ha. Hai cái đồng hồ này, hai cái đồng hồ nữ. Ở đây cũng vậy các bạn. Đây là cái đồng hồ nữ ha, có giá là 13 triệu. Đồng hồ này thì của nam ha. Đó, nhìn rất là thể thao. Có giá là 17 triệu. Và hai cái đồng hồ ở bên trong nữa nè, cũng là nam nè, một cái đồng hồ 19 triệu và một cái là 17 triệu. À, các bạn thấy không? Thì cái đồng hồ này nó thiết kế dạng thể thao. À, các bạn nhìn thấy nó rất là giống như là những cái đồng hồ mà mấy tay đua mà hay đeo á. Nhìn rất là ngầu ha. Còn ở đây là sợi dây nịt nè. Sợi dây nịt này là sợi dây nịt màu nâu ha. Có giá là 4 triệu. Thì màu nâu thì nó hơi khó mặc đồ một xíu. Còn đây là nó giống như vậy thôi. Nhưng mà nó màu đen nè. Màu đen thì cũng vậy ha. Bằng giá các bạn. Còn đây là những cái pin, những cái logo của Mercedes-Benz mà các bạn có thể là về trang trí ở trên cái tủ lạnh đó. Đó, thì đây là cái logo của Mercedes-Benz trải qua rất là nhiều đời ha. Đó, thì Mercedes-Benz mà nó có cái logo như ngày hôm nay thì nó cũng sẽ thay đổi rất là nhiều lần rồi. Tiếp theo nữa là những cái móc khóa nè. Những cái móc khóa của Mercedes-Benz thì các bạn thấy ha, nó rất là đẹp ha. Quá đẹp luôn á, nhưng mà giá nó cũng rất là cao ha. Thì cái móc khóa này nó là có giá là 4 triệu. Và cái móc khóa này nó màu đen ha, màu đen bóng luôn, rất là đẹp. Và đặc biệt cái móc khóa này các bạn, nó sẽ có những cái viên đá bên trong nè. Đó, bên trong cái logo của Mercedes-Benz đây là cái đá Swarovski ha, rất là cao cấp luôn. Thì những cái móc khóa mà có đính đá như vậy thì thường nó mắc hơn rất là nhiều so với lại những cái móc khóa mà nó không có đính đá. Ở đây cũng vậy, nó có đính đá nhưng mà đính đá màu đỏ, giá nó rẻ hơn. Cái này màu đen, nó sơn đen nhưng mà nó mắc hơn rất là nhiều
Thì Di thấy hai cái móc khóa này gần như giống nhau các bạn, chỉ có điều là nó sơn màu đen với lại một cái màu bạc thôi, nhưng mà giá nó cũng chênh nhau nhiều ha. Bên trong cũng vậy, cái móc khóa đó là 2,3 triệu, móc khóa này là 1,1 triệu. À, cái móc khóa này các bạn, 1,1 triệu nè. Còn ở đây là những cái móc khóa theo cái dạng khác ha. AMG nè, AMG này có giá 2 triệu cũng được. Cái này 3 triệu có chữ là GT. Đó, GT thì các bạn biết là những cái dòng xe thể thao của Mercedes-Benz nè, có chữ AMG nữa. Cái móc khóa này Di rất là thích nè. Chắc là Di phải mua một cái. Cái móc khóa này 2 triệu. Có hình chiếc xe này là chiếc xe SL, 300 SL các bạn, chiếc xe huyền thoại của Mercedes-Benz. Cái móc khóa này rẻ ha, có 700 nghìn thôi. Còn ở bên trong thì có giá là khoảng 2 triệu rưỡi nè. Cái móc khóa chỗ Di chỉ nè, 2 triệu rưỡi. Cái này 2 triệu ha. Còn cái này là cái móc khóa có cái cần số nè các bạn. Cái cần số của xe Mercedes-Benz mà thời cổ á, nó có giá 2 triệu. Còn cái móc khóa mà có cái những cái dây mà nó thắt lại với nhau nè, bằng da nè, thì cái móc khóa này nó màu hơi màu xám xám ha, có giá là 3,4 triệu. Cái móc khóa này cũng rất là đẹp ha các bạn. Còn ở đây thì nó sẽ có những cái móc khóa nó có chữ là Mercedes-Benz nè. Thì móc khóa này Di không thích lắm, nó hơi dài, nó hơi khó, nó hơi lượm thượm á. Chắc là nếu mà phụ nữ thì sẽ thích hơn, tại vì có thể là để cái chìa khóa ở trong cái túi xách á, thì nó sẽ hợp hơn. Còn với nam mình hay bỏ trong cái túi quần thì nó hơi cồng kềnh. Còn ở bên trong nè, cái móc khóa này rất là đẹp nè các bạn. Thì chắc khóa này dành cho nữ thôi, 2,2 triệu. Còn hai cái ốp da để bao chìa khóa thì nó có giá là 2 triệu rưỡi một cái. Đó, thì cái ốp mà da màu đỏ đầu tiên bên đây nè các bạn, thì các bạn sẽ thấy là dành cho những cái chìa khóa của những cái bộ xe Mercedes-Benz mà thế hệ trước á. Cái mẫu cái chìa khóa nó khác một chút xíu so với mẫu chìa khóa mới bây giờ. Còn cái màu đỏ kế bên, cái ốp da màu đỏ kế bên thì dành cho cái móc khóa của những cái dòng xe C, dòng xe Y hoặc là GOC bây giờ nè. Đó, mẫu chìa khóa mới á. Còn đây là cái pin nè, cái pin cài áo của Mercedes-Benz. Thì cái pin cài áo này có giá 500 nghìn á. Thì Di cũng mua một cái để đeo lên trên cái áo vest á. À, các bạn thấy không? Ok, thì đó là ba cái tủ trưng bày phụ kiện của Mercedes-Benz. Thì bây giờ Di sẽ cho các bạn xem hai cái tủ bên kia nữa. Bên kia còn hai cái tủ nữa. Bạn sẽ thấy là cái tủ này nó được trưng bày là những cái chiếc xe mô hình nhỏ ha, hoặc là đây, hai cái xe trong cùng là hai cái chiếc xe AMG GT các bạn. À, có giá là 2 triệu một chiếc xe. Thì đối với hai cái chiếc xe mô hình nhỏ này á, thì các bạn có thể mua mà để trên xe hơi á, phía trước táp lô á, thì nhìn nó rất là đẹp ha. Đó, nó nhỏ, kích thước rất là nhỏ thôi, để trên táp lô của xe hơi của mình á, trang trí cũng rất là hay. Còn ở đây là cái chiếc xe mà 300 SL Goodwin nè các bạn. Đó, chiếc xe màu đỏ này nè. Thì cái này là cái chuột máy tính nè, chuột máy tính không dây ha. Có giá là 3 triệu, rất là dễ thương. Nhưng mà cái này chắc là trang trí nhiều hơn, nhưng mà Di nghĩ bấm nó hơi mỏi tay á. Còn bên đây là cái USB, có hình cái chiếc xe AMG GT màu vàng. Có giá là 1 triệu rưỡi. Đó. Tiếp theo dưới đây thì cũng có là hai chiếc xe mô hình ha. Cái chiếc xe này có giá 1 triệu các bạn. À, cái xe này hơi lạ, Di cũng không biết cái xe này. Chiếc xe này nó là Mercedes-Benz F300 đời 1997. Đó, chiếc xe màu bạc nè các bạn. Còn cái chiếc xe mà đỏ ở bên trong này á, là cái chiếc Mercedes-Benz 150H Sport Roadster ha, có giá là 2,6 triệu. Đó, thì mấy chiếc xe này rất là lâu đời rồi. Đó, nhưng mà bây giờ họ vẫn thiết kế lại cái mô hình để cho mà chúng ta tưởng nhớ đến những cái chiếc xe này một thời vang bóng ha. Còn ở đây hai cái chai này là hai cái chai mà để coi gì coi. Ờ, hai cái chai này Di nghĩ là hai cái chai bát đó các bạn. Đó, để mà chúng ta mà có thể là vệ sinh cơ bản cái phần nước sơn á. Còn đây là cái đồng hồ mà để chúng ta đo áp suất lớp bánh xe nè. Thì nó có giá là 1,1 triệu. Tiếp theo cái tủ bên đây các bạn ha. Thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái móc móc áo nè. Thì đối với những cái chiếc xe Mercedes-Benz mà các bạn thấy là cái ghế sau nó có cái chỗ để lắp á, thì đây
cái lắp này là cái chỗ mà chúng ta lắp cái móc áo vest nè. Cái móc áo vest này có giá là 5,5 triệu ha. Nếu mà các bạn mà sử dụng cái móc này để mà móc cái áo vest trên xe thì nhìn nó gọn gàng hơn ha, đẹp hơn nữa, rất là sang. Còn ở đây là hai cái USB nhìn rất là giống cái chìa khóa nè các bạn. Thì cái USB này có giá là 1,5 triệu. Cái USB này Duy nghĩ nó có khoảng tầm 8GB thôi các bạn. Dung lượng ít ha, không có nhiều. Còn cái USB bên đây là 16GB, có giá là 3 triệu. Thì cái USB này nó có kết hợp với lại Swarovski nữa thì nó sẽ mắc hơn ha, các bạn thấy nè. Nhìn nó rất là sắc sảo, rất là đẹp. Cái USB này 8GB hay ít ha, các bạn thấy hay ít. Ở đây thì có một cái bút của Mercedes-Benz nè. Cái bút này có giá là 3,8 triệu. Bút này bút bi. Còn đây là cái đèn pin, có giá là 1,2 triệu. Nói chung là những cái phụ kiện mà bán của Mercedes-Benz thì cái giá nó cũng không phải cao lắm ha. Cũng tương đối các bạn, nó không cao lắm, nó cũng không có rẻ lắm. Ở bên đây nè, đây còn những cái phụ kiện nữa. Ok, đây là con chó ha. Khi bạn để trên xe hơi nó sẽ là chuyển động. Có giá là 1,5 triệu nè. Mô hình thú cưng trong xe. Đây là một cái ba lô cho bé ha, bé trai thì có giá là 1,6 triệu. Cái ba lô này nhìn đẹp lắm các bạn. Nó những cái móc khóa của nó nhìn rất là chắc nè, những cái móc mà các bạn thấy không? Chất liệu nó như thấy rất là thích nè. Cái ba lô này nhìn đẹp. Còn ở đây là một cái túi để chúng ta đi làm ha. Có giá là 1,5 triệu. Thì cái túi này Duy nghĩ chắc chắn nó không phải bằng da rồi. Ở đây thì là một cái một cái bóp đeo dành cho bé gái, có giá là 900.000. Nhìn cũng rất là dễ thương. Ở đây là cái hộp đựng bút đó các bạn đó, mấy bé mà thích mà đựng bút đó, thì các bạn có thể là mua hai cái này, màu tím cho bé gái và màu xanh cho bé trai, có giá là 750.000. Còn ở đây là hai cái ba lô đó, hai cái túi sách, có giá là cái túi này có giá là 4,9 triệu nè. Còn cái giá này, cái túi này có giá là 1,1 triệu nè. Ok, thì Duy cho các bạn xem hầu như tất cả những cái phụ kiện rồi. Bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem những cái mô hình của những cái chiếc xe Mercedes-Benz. Duy rất là thích cái chiếc xe này nè các bạn. Đây là cái chiếc xe CLS Shooting Red. Thì cái chiếc xe này á, nó cái phiên bản thật của nó về Việt Nam mình năm 2010, khoảng 2016. Thì nó có một chiếc xe duy nhất ở Việt Nam mình là chiếc xe Shooting Red này thôi. Thì cái Shooting Red này á, thì lúc mà nó về Việt Nam mình là cái chiếc xe màu trắng. Cái đối với cái thiết kế mà dạng Shooting Red này á, thì có nhiều người gọi nó là giống như cái xe Wagon, nhưng mà nó không phải các bạn. Xe Wagon á, thì nó thiết kế là cái chiếc xe sedan nhưng mà có cái thùng ở phía sau. Nhưng mà cái chiếc xe này là cái chiếc xe dạng Sport nhưng mà có cái thùng ở phía sau. Người ta gọi là Shooting Red đó, các bạn thấy không? COS Shooting Red nè. Có giá là 2 triệu. Thì cái chiếc xe này á, Duy rất là thích luôn. Bởi vì là thứ nhất là nhìn nó rất là lạ, cũng như là thứ hai nữa là cái giá của nó rất là rẻ nè. Đó, thì Duy nghĩ là nếu mà các bạn nào mà thích cái chiếc xe này, các bạn có thể mua, hoặc là Duy sẽ sử dụng cái chiếc xe này để làm giveaway cho các bạn trong cái đợt này luôn. Đó, Duy nghĩ là Duy sẽ lấy cái chiếc xe này để làm giveaway, tại vì cái giá nó cũng rất là thoải mái cho Duy ha. 2 triệu thì Duy có thể là mua tặng cho các bạn được, còn nhiều hơn nữa thì chắc là Duy mua không được rồi. Ok, Duy sẽ làm chiếc xe này là giveaway nha. Đây là giải đặc biệt của cái giveaway này. Ok, các bạn thích không? Ok, tiếp theo nữa Duy sẽ đi qua bên kia cho các bạn xem những cái chiếc xe mô hình còn lại. Đây là mô hình 1/18 của chiếc xe GLC. Chiếc xe này màu bạc, nó rất là giống với lại chiếc xe GLC phiên bản thật luôn các bạn. Rất là giống luôn á. Chiếc xe này có giá là 3,9 triệu. Thì cái chiếc xe COS bên kia với chiếc xe này á, về tỷ lệ nó giống nhau, về mọi thứ nó được thiết kế giống nhau. Bên trong là cũng là các bạn có thể là mở cửa được ha, hoặc là bánh xe nó có thể có phuộc nhúng luôn các bạn. Bánh xe nó có phuộc nhúng luôn, và chúng ta có thể là lắc cái bánh xe này qua trái qua phải thì cái vô lăng bên trong nó cũng xoay luôn. Tất cả các cửa rồi chúng ta đều có thể mở được ha.
trừ khi là cửa sổ trời nó không mở được thôi. Và ở phía dưới các bạn, phía dưới của chiếc xe này á, thì các bạn lật lên các bạn có sẽ thấy là bô xe hoặc là trục cạc đăng, nói chung là máy móc ở dưới chúng ta có thể thấy luôn. Thì chiếc xe này có giá là 3.9 triệu. Ok, đối với những xe mô hình thì Duy rất là thích, ở nhà cũng có mấy chiếc xe mô hình rồi. Còn chiếc xe này là cái chiếc xe GLA ha, có giá là 3.5 triệu. Chiếc xe này cũng rất là đẹp các bạn, rất là giống xe mô hình thật luôn á. Còn chiếc xe này là chiếc xe đầu tiên của Mercedes-Benz nè. Chiếc xe này có giá là 4.325.000. Những cái chi tiết đó các bạn thấy không, thiết kế rất là sắc sảo, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Thì cái mô hình mà xe thật của chiếc xe này á, thì nó vẫn còn đang được được trưng bày ở bên viện bảo tàng ở Mercedes-Benz ở bên Đức đó các bạn. Rất là đẹp ha, bạn thấy không? Ok, tiếp theo nữa đây là cái chiếc xe C-Class. Thì chiếc xe này cũng có giá là 3.550.000. Ok, tất cả những cái chiếc xe này đều là tỷ lệ 1:18 các bạn nha, nó rất là giống với xe thật luôn. Đó, thì với phiên bản 1:18 thì các bạn biết rồi, những các bạn nào mà chơi xe mô hình đó thì các bạn sẽ thấy là thích hơn rất là nhiều so với lại 1:24. Ok, bây giờ Duy sẽ công bố cái phần mà giveaway cho các bạn. Thì Duy sẽ có 4 cái giải ha. Đầu tiên là giải nhất. Giải nhất thì Duy sẽ tặng cho các bạn một chiếc xe mô hình tỷ lệ là 1:18. Thứ hai là giải nhì. Thì giải nhì Duy sẽ tặng cho các bạn là một cái móc khóa của Mercedes-Benz. Giải 3 thì Duy sẽ tặng một cái bình giữ nhiệt của Mercedes-Benz. Còn giải 4, giải khuyến khích thì Duy sẽ tặng 5 cái áo cho 5 bạn. Thì cái thể lệ mà tham dự cái giveaway lần này của Duy á, thì Duy cũng bắt chước những cái YouTuber khác thôi ha. Thì các bạn có thể là like nè. Đầu tiên các bạn có thể là like nè, share cái video clip này nè trên Facebook của các bạn. Thứ ba nữa là các bạn để lại comment. Và thứ tư nữa các bạn phải đăng ký kênh. Đó, thì các bạn đạt 4 cái tiêu chí này thì Duy sẽ đủ điều kiện để mà trao giải cho các bạn. Đó, những cái bạn nào mà được trúng giveaway các bạn thì Duy sẽ kiểm tra lại cái phần này ha. Nếu các bạn làm đầy đủ thông tin thì Duy sẽ gửi những cái phần quà tặng này qua điện bưu điện cho các bạn. Các bạn có thể là inbox trực tiếp cho Duy là số điện thoại cũng như là địa chỉ của các bạn để mà Duy có thể gửi cái quà tặng này về cho các bạn được tại nhà. Các bạn không cần phải tới đây luôn. Ok, thì cái thời gian mà để mà kết thúc cái giveaway lần này thì Duy sẽ mở đến ngày là 25 tây tháng 4 đó, và đến hết ngày 25 tháng 4 này thì Duy sẽ công bố cái giveaway này trên cái trang cộng đồng của Duy, hoặc là Duy có thể làm một cái clip luôn để mà công bố các bạn nào trúng giải. Ok, các bạn nhớ là tham dự nha. Cái đợt giveaway lần này mà ok các bạn thì Duy sẽ có những cái giveaway tiếp theo nữa. Đó, cho các bạn thì có thể là đây là cái lần đầu cho nên là có thể là Duy cũng không có rành lắm, có thể là thiếu sót thì mong các bạn bỏ qua. Ok, nếu các bạn thấy video clip của mình hay thì bấm like và share giúp mình, và đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những video clip mới nhất về tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.